Ui, mọi người biết gì không? Bây giờ ngoài chân gà ra người ta còn có cả tai heo ủ vị nữa cơ. Vì chưa ăn bao giờ và cũng hơi tò mò, thế nên là mình mua thử mấy cái về để review. Tiện thấy shop có cả chân gà rút xương nữa cơ, làm mấy cái nữa vậy. Ủa, mình nhịn lâu lắm. Vẫn như cũ nhá, nếu như mà ngon thì sẽ có link mua. Nếu không có chỗ mua thì mọi người biết rồi đấy. Tí thử cái này sau nhá. Mùi như kiểu là mùi sốt chấm hải sản ấy mọi người ạ. Một gói này là 35g. Đối tượng sử dụng là mở ra ăn liền. Ok, mở ra ăn liền. Báo luôn cho anh em là một túi này là 20 nhá. Vì nó là tai heo thế nên là mình cũng không kỳ vọng là nó sẽ rẻ đâu. Một thông tin khá quan trọng thì đây là sản phẩm của Việt Nam mọi người ạ. Mình không được đến tận xưởng sản xuất nhưng mà trên bao bì ghi chữ Việt Nam, với lại các xuất xứ Việt Nam bảo thế. Rồi xong, bay 20. Mọi người ơi, nó ngon thật mọi người ạ. Ngon nhưng mà hơi tốn. Trong một cái miếng dính vào nhau này sẽ có tầm 7 cái miếng, cả to cả nhỏ nhá, không phải miếng nào cũng to. Đây, miếng to nó sẽ tầm này đây. Và trong cả một cái gói như này, tất cả nó sẽ đều là tai heo có phần sụn nha. Khi mọi người ăn tai heo ấy, mọi người biết là sẽ có một cái phần nó sẽ có mỡ và không có sụn. Cái phần rìa của tai thôi ấy, nó mới có sụn. Thì ở đây tất cả đều là có sụn. Cái này so với chân gà nha, thì mình chọn cái này. Mọi người sẽ bảo là khôn như chó, cái này 20, chân gà 10.000, nó có một phần thôi. Chân gà thì phải gặm, còn cái này thì bỏ tất mồm, cảm giác cắn nó đã cực luôn. Về phần cái nước chấm này thì người ta sẽ làm không quá cay, mình nghĩ là để cho ai cũng có thể ăn được. Cá nhân mình thấy là cái nước chấm này nó không quá thơm vị quất. Vị thì nó cũng sẽ là chua cay mặn ngọt, nhưng mà mình thấy cái độ thơm của quất ấy nó chưa tới cái tầm mà mình mong muốn. Tai heo thì tuyệt cả là vời, mình nghĩ là mình mua từng này về hơi hố nhưng mà mình chắc chắn là mình ăn được hết. Cái này gọi là hàng hứng lên thì mình mua. Một gói này cũng sẽ là 30g nha. Cái chân này thì mùi sẽ nồng hơn cái tai heo, cảm giác như là nó cũng ướt hơn ấy, nó mềm mềm ướt ướt hơn ấy. Đây, để như này khéo mình ngửi thấy được. Mũi mình thính như một con chó vậy. Nếu mọi người nghĩ là hai cái này vị nó giống nhau thì mọi người đã nhầm nha. Cái chân gà này vị nó rất là rõ vị xì dầu. Mình vừa xem qua thành phần của cả hai cái thì nó gần như là giống hệt nhau. Thế mà cái chân này vị lại khác vị tai heo. Và nó đầm hơn cái tai heo một chút. Nếu như nói về độ giòn nhá, thì 1:9, 1:10. Nếu mà để chọn giữa rút xương và tai heo thì mình chọn tai heo. Bởi vì tai heo này cảm giác như mình ăn nó lạ hơn. Chân gà thì 1-2 năm trở lại đây khá là nhiều rồi. Hai cái món này đáng được để ở góc màn hình nhá.